Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG V60 bản T-Mobile nhé. Thì cái con này nó đang chạy cái Android là 12. Để em thể cho các bác biết. Đây. Đây là nó đang chạy Android 12 và nó nhận SIM sóng bình thường nhé. Có thể nghe gọi cho các bác. Đây. Ok nhé. Thì cái con này ấy đang là nhận sóng 4G bình thường như này các bác có thể thấy này. Đấy. Thì hôm nay ấy, em sẽ thử làm một cái sự việc rất là nguy hiểm. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, cái bản V60 T-Mobile ấy cũng rất là ít anh em vào vạch, và những anh em nào mà đã lên cái Android 12 rồi mà lại muốn xuống cái Android 10 hoặc là 11 ấy thì cũng rất sợ là xuống thì nó có thể bị không nhận SIM, hoặc nó bị treo máy, hoặc là bị chết máy gì đấy. Thì đây cũng là một cái clip mà em chỉ làm duy nhất một lần thôi nha. Không có cơ hội lần hai đâu. Em cũng không biết là nó có thể là bị lock SIM hay là bị làm sao không. Thì đây là cái bản T-Mobile Zin nhé. À, em dùng nó rất là lâu rồi. Đấy, thì sẽ hôm nay sẽ thử làm cho các bác biết được. Và em cũng khuyên các bác là trước khi làm ấy thì các bác cũng nên check xem là cái máy của các bác ấy là có đúng là nguyên bản là bản T-Mobile hay không nhé. Đấy thì tại vì nhiều giờ ấy, là nhiều anh em là kiểu là toàn là hàng giả T-Mobile thôi, từ up từ bản nào qua đây ấy. Nói chung đây bản T-Mobile em thì nó có sẽ có cái số email ở đắp lưng đây và số email ở trong trong máy nó cũng phải trùng nhau nhé các bác. Đây. Đấy. Rồi, và trước tiên ý, ở trên cái điện thoại thì các bác vào cái phần hệ thống này. Các bác vào phần giới thiệu điện thoại này. Đấy. Và các bác vào cái thông tin phần mềm này. Đấy, và các bác nhấn 7 lần vào cái chỗ tạo số này nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, em đã nhấn rồi. Đấy rồi. Thì các bác thoát ra và các bác sẽ có cái phần là các tùy chọn nhà phát triển này. Đấy, các bác nhấn vào đây. Thì trước tiên là các bác cũng phải mở được cái ô M này lên nhé. Mở lên. Đấy, mở lên nhé. Và dưới cái phần này này, phần gỡ lỗi USB này, các bác cũng phải mở lên nhé. Rồi, đấy, các bác chỉ cần mở hai cái đấy thôi. Rồi, ok. Và hoàn toàn là các bác để máy mở, máy sáng màn hình nhé, không cần phải tắt đâu. Và các bác phải dùng một cái dây cáp mà nó là loại xịn nhé. Và khi mà các bác cắm vào máy tính như thế này này, thì cái máy tính của bác phải nhận nhé. Đây. Em cho các bác xem là máy tính em đã nhận. Đấy, máy tính nhận này. Bình thường nhé. Và ở trên điện thoại ấy, thì các bác phải chọn vào cái phần là chuyển tệp nhé. Chọn luôn luôn đi. Đấy, ok. Và các bác cứ để sáng màn hình. Và các bác để ở đây. Đấy nhé các bác nhé. Nhìn đấy. À, thì cái PC của em ấy, nó đã nhận con V60 rồi này. Đấy. Và hoàn toàn các bác truy cập được vào bộ nhớ trong luôn nhé. Đấy. Rồi. Thì như thế là ok. Trên điện thoại là cứ để thế thôi, để sáng hơn. Còn ở trên máy tính ý, thì các bác vào, đây em sẽ vào từ đầu cho các bác nhé. Các bác vào cái trang này. Clip nó sẽ rất là dài nha các bác, cho nên các bác phải hết sức là kiên nhẫn thôi. Bác nào muốn làm thì xem thôi. Em cũng làm, nó không cắt sửa gì cho nên nó rất là dài đấy. Thì các bác vào cái trang này lgrom.com nhé. Đấy. Rồi lgrom.com và các bác đánh cái số email của các bác vào đây. Thì cái số email của em nó ở đây rồi, em đánh rồi nó ngay hiện ngay đây rồi. Đấy, các bác đánh số email của các bác vào và các bác check. Đó. Khi mà các bác check xong như này thì các bác biết rằng máy các bác được như nào. Thì đây, máy của em mã email đây. Và cái quan trọng cái chỗ đây này, cái chỗ region này này. Đấy, các bác phải biết nó là cái bản T-Mobile nhá, TMO này này. Đấy. Đấy. Thì cái máy của em ấy nó đang là chạy 12 rồi, nhưng mà ở trên này nó bảo là cái phần mềm nó chỉ là mới nhất ấy, nó chỉ là bản 20N thôi, nhưng mà 20N này em nhớ không nhầm nó là bản 11. Đấy thì các bác muốn tải cái bản ROM em đang muốn là tải nó về 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 10 luôn nha các bác. Đấy, em sẽ nhấn vào cái phần dưới này. List all này. Đấy, ấn vào đây. Đấy thì khi mà nhấn vào đây ấy, nó sẽ đưa ra cho các bác rất nhiều các bảng ROM. Đây ví dụ như bản ROM
30E là bản 10 Android 12 rồi này. Đấy. Còn cái bản đây sang trang tiếp này. Đây như mấy cái bản 20N cái thứ này mới là 11 đây này. Đấy và em giờ em muốn nó cắt trực tiếp về bản 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 10 luôn. Đấy. Trang số 3 này, trang số 3 vẫn đang là Android 11 này. Đấy, trang số thứ tư này. Đấy, thì sang sang thứ tư này thì em thấy là cái có cái bản TMO của em này, đây TMO này. Đấy. Và chỗ này có thể em thấy có nhiều người download hơn thì em đã tải em sẽ tải cái bản này này, cái bản Android 10 này, Q này. Mã là 10 với kép này. Đấy, em nhấn vào chữ download. Rồi. Đấy khi mà nhấn vào chữ download này nhá thì các bác nó sẽ đưa các bác về cái phần download này để các bác nhấn vào cái dòng màu xanh này nhá. Đấy, nhấn vào dòng màu xanh này. Đấy. Đấy thì nó sẽ tự động tải cho các bác này. Thì cái bản này em tải rồi thì em sẽ hủy nó thôi. Em tải rồi. Đấy thì nếu như các bác nào mà tải xong cái đấy rồi thì các bác tiếp tục là tải cho em nữa là cái phần mềm LG ROM up này.com này. LG ROM.com này. Đấy em sẽ tải luôn này. Thì cái này em cũng tải rồi. Đây nó sẽ ra như này các bác. Và các bác nhấn vào cái phần như mấy cái link này em thử rồi này. Thì em thấy là mỗi cái link dưới này là tải được này. Cái link Android Firehot này. Đấy nhấn vào đây. Đấy. Thì các bác sẽ kích vào cái dòng màu xanh nữa để tải về. Đấy, các bác chờ một chút. Thì cái này em cũng tải rồi, chỉ là thao tác lại cho các bác xem thôi. Đấy thì có lúc nó chậm, có lúc nó nhanh nhá, tùy vào số lượng mạng nhá, thì các bác cứ vào để tải thôi. Em tải xong rồi em không muốn chờ nó nữa. Rồi, tắt đi. Và đây, nếu mà các bác mà nào mà chưa cài driver thì đây. Ở trong này nó cũng có driver luôn này, các bác cũng tải driver về, các bác cài ra. Thì nó y chang như kia thôi, các bác tải về thôi, cài ra. Đấy thì hiện tại là bản ROM em đã tải rồi nhá. À quên, bản ROM em đã tải rồi này. LG up em cũng tải rồi này. Đấy thì em sẽ không cần cái trang này nữa. Thì em sẽ vào hẳn cái phần download của em. Đây. Cái phần download của em đây. Thì em đã tải ba cái này về rồi. Thì bản ROM này, bản ROM 10 này, LG up này và driver này. Đấy thì trước tiên em sẽ cài driver ra và các bác cũng cài bằng lệnh admin hết nhé. Đấy cài ra. Đấy, thực ra là em đã cài rồi đấy. Cài rồi em chỉ cài lại thôi. Thì tí nữa nó sẽ báo. Đấy, vâng, nó sẽ báo là trên máy đã được cài rồi, không cần phải cài đặt thêm nữa. Đấy. Và như thế là xong rồi. Đấy. Còn nếu nếu như các bác nào mà cài mỗi cái link driver này mà các bác không làm được ấy, thì em có để một số cái link driver khác ở dưới phần mô tả nhé. Các bác vào xuống đấy tải nhé. Đấy thì trong cái phần LG up này em sẽ giải nén nó ra. Đấy, giải nén nó ra. Đấy khi mà giải nén ra thì nó sẽ được một cái thư mục nào đây. Đấy. Đấy, trong thư mục này ấy, thì là sẽ có cái phần LG ROM up này. Đấy và trong cái này nó có sẵn cái file DLL luôn nhé. Đây, file DLL nó nằm ở đây này. Đấy thì các bác không cần phải tải file DLL nữa nhé. Đấy. Thì khi mà các bác có cái này rồi, các bác nhấn vào cái LG ROM up này này. Đấy, nhấn chuột phải vào và chạy với lệnh admin luôn nhé. Đấy. Rồi các bác chờ tí. Đấy nó sẽ ra cái bảng này cho các bác. Đấy, sau khi có cái bảng này thì các bác nhấn vào cái phần trên này, cái phần cổng của thứ này thì đấy, nó cái PC của em nó nhận là cổng 12 này. Còn cái file DL có sẵn rồi nhỉ. Đấy, giờ các bác chỉ cần là tìm đến cái file KDZ thôi. Thì đây nhấn vào cái phần ba chấm này. Đấy. Các bác chọn cái bản KDZ mà bác vừa tải về. Đây cái bản 10 em tải về chỗ này rồi, ở phần download này. Nhấn vào đấy. Open nó. Rồi. Ok nha các bác. Thì cái này là em cũng là làm lần đầu luôn nhé và cũng chưa thử làm lại phát nào. Cho nên là em cũng không biết là máy em nó có bị chết không hoặc là bị không nhận SIM không. Thực sự là nếu mà nó bị như thế thì quá đen và sẽ mất cơ số tiền này các bác. Đấy. Thì sau khi bác chọn xong như thế ok hết rồi nhé. Thì các bác nhấn vào cái chữ flash. Flash này nhé. Đấy. Flash này. Đấy và các bác chờ. Đấy em cũng chưa biết làm gì. Trong khi đó là máy vẫn sáng nhé các bác. Vẫn sáng màn hình này. Đấy các bác chờ tí. Xem nó có vấn đề gì không. Em sẽ để ở chỗ này cho nó dễ. Dễ các bác dễ nhìn.
nó hơi bị rồi, ok. Đấy, để như thế cho các dễ nhìn. Đấy, hiện tại là máy nó vẫn đang mở nguồn nhá. Đấy, bác chờ nó chạy không? Cái này thì chờ đợi thôi, chứ không có làm được gì cả. Đấy, trong khi chờ đợi thì em cũng nói với bác là cái việc mà KDZ này nó hết sức mạo hiểm nhá. Em cũng 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 có hỏi mấy cái bác mà làm phần mềm thì các bác cũng bảo là cứ làm bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, em gì nó tự khởi động lại. Đấy, em cũng hy vọng là nó không được sao. Thực sự là không biết thế nào các bạn. Đấy. Đấy, không nó chạy thôi. Em cũng hy vọng là nó không bị sao. Chứ bây giờ bị sao là phải đi cứu máy các bạn. Cứu máy thì em chưa biết là giá tiền bao nhiêu đâu. Phải cứu nó nhận sim ấy. Rồi, tranh thủ làm ngụm nước các bạn. Ngồi chờ thôi. Đấy, cũng chỉ ngồi chờ được thôi chứ chả làm được gì được. Và nói chung là về 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 bên LG ấy, thì trước đây em toàn là sử dụng cái bản Hàn thôi. Thì bản Hàn thì việc KDZ thì nó dễ lắm, chả vấn đề gì luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em sử dụng cái bản Mỹ, dẫn đến là em cũng chưa dám thử bao giờ, nay mới thử xem thế nào. Nếu mà đi phát thì là đi mất chắc mấy củ luôn đấy các bác. Bây giờ V60 nó giá tầm 5 củ, bản lock thì tầm 3 củ. Nếu mà nó trở thành bản lock thì chỉ bán con này với 3 củ thôi, thì là mất 2 củ các bạn. Rất là nguy hiểm. Đấy, các bác phải chờ không? Rồi. Mời các bác uống nước nha. À, nóng quá. Chờ tiếp thôi các bác. Không làm được gì mà. À, quá trình KDZ này nó cũng xảy ra rất nó cũng diễn ra lâu ấy, cho nên các bác phải chú ý là phải chú ý nhé, là các bác dùng cái máy tính ấy, các bác nên dùng cái laptop là con là ok nhất, laptop mà có pin ấy. Tại vì trong quá trình mà KDZ này mà nó bị sập nguồn ấy, nó bị tắt máy tính ấy, hoặc là mất điện đột ngột ấy, thì là nó rất dễ là bị treo máy nhé. Nghĩa là các bác điện thoại nó sẽ bị treo ở đấy, nó kiểu bị treo táo ấy, treo đấy, các bác sẽ không thể sử dụng được điện thoại đâu, coi như là bị brick ấy. Đấy, thì lúc đấy đi cứu rất là mất thời gian và nhiều khi còn không cứu được. Cho nên các bác chú ý nhé, dùng cái PC nào đó mà nó phải ổn định nhé, nó không bị mất điện đột ngột. Và cái cáp kìa các bạn phải dùng cái cáp xịn nhé, mà chắc chắn là nó phải nhận được cái LG V60 nhé. Chứ các bác nhiều khi các bác làm mà các bác không để ý là không biết cái cáp đấy đã nhận 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 cái con điện thoại chưa là các bạn không làm được. Đấy, các bạn phải chú ý nhé. Thứ nhất là phải máy tính nó phải ổn định này, dây cáp xịn này, nhận thiết bị bình thường này, đấy thì bác mới làm được. Đấy, nó khởi động lại rồi kìa. Hy vọng là ngon các bạn. Đấy, khởi động lại rồi. Hy vọng là ngon các bác ơi. Em cũng chưa biết thế nào. Ồ, đang xóa hết kìa. Đang xóa hết, trời ơi. Không biết nó còn nhận sim không trời. Cố lên, cố lên, cố lên V60, cố lên. Đấy, T-Mobile đấy. Hy vọng là nó nhận sim. Trời ơi, trời ơi. Cố lên nào. Cố lên. Đấy, trong quá trình mà các bác làm ấy, các bác đừng động đến cái điện thoại nhé. À, tại vì nhiều khi ấy, các bác cũng biết rồi, con V60 nó có bị cái lỗi mà lỏng chân sạc ấy. Nhiều khi các bác động vào là nó bị ngắt kết nối ấy. Đấy, rất là nguy hiểm nhé. Cho các bác phải hết sức là chú ý là khi mà đã cắm vào cái PC rồi thì các bác đừng đụng chạm đến những thứ mà liên quan đến kết nối nữa. Nó không may nó bị lỏng ra, nó không nhận điện thoại, đó là các bác cũng chết máy luôn đấy nhá. Nó rất là nguy hiểm đấy, cho nên các bác phải chú ý nhá. Đấy các bác ơi, máy em lên rồi. Ôi, em biết là nó có đã nhận sim hay chưa. Lên như rồi này, lên như này được rồi là ok rồi này. Em đang chờ một chút để xem là nó cái phần mềm kia nó chạy xong xuôi đi. Đấy, nó tự nhiên nó tắt 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 là như nào. Đấy, tự nhiên nó tắt đấy các bác.
Đấy, cho nên nó rất là nguy hiểm này các bác. Đấy, em không biết là nó như nào đâu. Đây cũng là lần đầu tiên của em mà. Đấy, em thấy nó không nhận sim nữa các bác ạ. Đang khoe quay quay không biết có nhận sim không. Chết rồi. Cố lên. Trời ơi, em thấy có dấu X rồi. Chết rồi. Chết rồi các bác ơi. Có dấu X nó quay quay mà nó không nhận sim các bác ạ. Trời ơi là trời. À nhận rồi, nhận sim rồi, trời ơi, nhận sim rồi, mãi nó mới nhận các bạn. Nhận rồi, nhận rồi, nhận rồi. Ôi, cố gắng chờ nó hết, em thấy nó nhận rồi. Mừng quá. Mừng quá các bạn. Quá thể mừng luôn. Quá thể mừng luôn. Trời ơi, may quá, may quá. Rồi các bác chờ chút nhé, để xem là nó chạy hết cái LG app này nó có vấn đề gì không, nó có cái gì cần phải chú ý không. Đấy, cứ để màn hình sáng như này. Ôi mừng quá, thấy chữ 4G rồi các bạn. Rồi, sao thế lâu thế nhỉ? Rồi nha các bác. Đấy, vậy là cái quá trình flash đã xong rồi này. Đây này, finish rồi này. Đấy, vậy là em có thể là tắt được cái ROM này rồi. Đấy, và em sẽ lấy cái máy của em ra. Trời ơi, may quá các bạn, máy rất nóng lắm nhé. Trong quá trình làm nó rất nóng. Đây, các bác thấy này. Nó đã nhận 4G rồi này. Đấy, mừng quá, thì em sẽ cài đặt một số bước nữa cho các bác xem, và hẳn trong cho các bác xem là nó đã xuống 10 chưa nhá các bác. Đó, cái này bỏ qua đi không cần. Trời ơi mày quá, xuống rồi. À, nó xuống, có biết đã xuống được 10 à, 10 chưa. Này sẽ phải vào hẳn trong mới biết các bạn. Nhận sim rồi, nhận sim đã xong rồi. Ok, mày quá, quá là nguy hiểm. Cái gì đây? Bỏ đi. Rồi. Vào đấy nhá các bác. Đây, xóa này đi. Và em sẽ xem là nó đang là bản bao nhiêu nhá. Đây. Đây các bác. Nó đã về 10 này, này các bác. Về 10 này. Và không bị mất số email, cũng không bị mất số series. Đấy nhá các bác. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn các bác. Đấy. Và em sẽ thử check xem là liệu KDZ về nha rồi ấy, thì nó sẽ có cái cập nhật đấy, có cái cập nhật lên OTA lên được không. Đấy thì các bác chú ý này, vào cái phần trung tâm cập nhật, bản cập nhật hệ thống. Đấy, đây này, các bác thấy không, nó sẽ có cái đây này, nó sẽ có những cái bản cập nhật lên thôi. Đấy, thì tiếp tục các thứ là nó sẽ cập trên cái bản. Cũng như các bác cứ tiếp tục cập nhật, nó phải cập nhật tầm khoảng 10 bản ấy thì nó sẽ lại lên cái bản 12 thôi. Đấy cho các bác ok nhé. Nói chung là đây chỉ là demo thôi. Demo các biết là nó bình thường thôi. Và con máy T-Mobile này nó đã lên từ 12 xuống 10 ok nhé. Không bị mất email, không bị mất làm sao, không bị làm sao cả. Đấy thì các bác thực hiện, cố gắng thực hiện y chang như đây, vân tay vẫn còn này nhé các, vân tay vẫn còn này. Đấy, các bác chú ý là thứ nhất, trước tiên các bác phải check được cái máy của bác là nó phải bản T-Mobile zin nhé. Và thứ hai nữa là các bước làm thì em vừa làm cho bác xem này, các bác làm chú ý tuyệt đối là phải chính xác nhé. Và dây cáp này, dây cáp các bác phải chú ý là nó phải tuyệt đối là nhận thiết bị, và trong quá trình mà làm thì các bác không động đến cái cáp nữa nhé, tránh trường hợp là nó sẽ bị lỏng cáp ấy. Còn V60 nó bị hay bị lỏng cáp lắm. Rồi, ok các bác. À, các bác nào mà mạnh dạn, nghĩa là mạnh mẽ thì cứ thử đi nhá. Rồi, chào các bác.